cái người bệnh khi mà có bệnh phải dứt khoát, tức là phải trở thành bình thường như bạn bè mới gọi là hết, còn không có là chưa sống. Mà thật ra mày học có tháng mấy sao hết được, mà nếu 2 tháng cũng chưa hết được. Nếu bệnh nan y như cái thằng đó là bệnh 10 năm là ít nhất 3 tháng nữa. Nan y là 10 năm nó chữa không hết thì 3 tháng, ít nhất 3 tháng. Còn con nhỏ đang học này 6 tháng chưa hết. Đóng tiền chết mẹ luôn. Nhưng vẫn còn trẻ hơn 10 năm trước, số tổng số tiền nó bỏ ra. Nhưng mà cái bệnh nó đang hết dần, nó là nó dần tiến tới không còn gì cả. Ồ mấy em. Tức là trở thành bình thường các nguyên tắc vậy. Thì hôm nay lát ta chỉ cho bài, cái bài này là khi nào mà bị thoát vị thì phải nghĩ mọi cách. Bài này không hết thì bài khác thầy vẫn không hết, bài khác bài khác. Rồi hơn nữa những cái bài mà khối khí công căn bản là tập mày không có thể bỏ được, tại vì cái bài khí công căn bản nhiều người không có hiểu, tao đứng lại tao lấy cái tài liệu cho mày coi. Nhiều người cái bài mà cái bài mà chữa bệnh, cái bài khí công tay thôi nè, cái bằng tay ngửa nè, nó thông kinh tỳ kinh mao tử. Mày không có tập, mày tưởng cái bài xây xáy tay này là không phải chữa bệnh đó. Nè, bài ngửa tay là thông thái âm tỳ, thông thái dương minh mao tử và quyết âm ca gan, là cái bài này thôi nè. 300 lần tới 1.000 lần mày đọc được bao nhiêu lần rồi khớp đó, mày tập bao nhiêu lần rồi, hôm nay mày tập bao nhiêu, bỏ mẹ nó rồi, bỏ luôn là thua rồi. Nè bài, còn bài cong bằng tay nè, ruột non tim tâm tiêu nè, nó chữa bệnh, nó tăng sức khỏe cho phổi, cho ruột già, cho tâm bào, tức là nó chữa cho tỳ, cho bao tử, cho gan. Tâm bào đó, thành là cái này là đưa cho người trong cứu họ coi, khi tập cái đó nó thông cái kinh nào trong người nè. Cái này là nè, cái ngón này là cái ngón út, cái khi mình xoáy về là cái ngón út là tim, nghe không? Nó đủ thứ trong đó. Động tác cái sai số 2 nè, chữa teo cơ liệt cơ chân, bộ phận sinh dục nè. Động tác thứ thứ ba chữa bệnh thận đốc nhầm là thông nè. Nó thông tới 12 huyệt là mày không tập làm sao mà thông, bỏ 12 huyệt bỏ luôn. Xin khớp Không tập thì chết rồi. nhưng Đủ mà thứ. em đọc Động tác số 3 nè, 10 động tác số 3 là chữa nè, vệ khí xương phong thấp hàng khớp nè. Động tác thứ tư nè, máu khí thượng tiêu tim thập thận nè. Ơi mấy bài căn bản, bài nó của mật trong Tây Tạng, không phải cái bài dỏm đâu, nó không thua gì cái bài dịch cẩn kinh đâu. Cái bệnh mày đâu giống con tao, bệnh con tao là bệnh vẩy nến, là nó chỉ mày theo cái cách tập vẩy nến. Còn khi mày vô cái bệnh mày là đau bao tử luôn, nó có thiêu cái bài khác mày nên mày bỏ. Bài mà khi con tay cái này nào, thế nó biết bao nhiêu đường kinh chạy nào. Cái bàn tay ngửa là nó kinh kinh phổi nè, kinh tâm bào nè, kinh ruột non, kinh kinh tim. Lúc mà ngửa khi úp vậy là kinh thái dương tiểu trường, kinh tam tiêu và kinh ruột già, là 6 cái kinh đó. Mà 6 cái kinh nó tập thì nó hỗ trợ cho cái bao tử. Mà cái trong đó cái động tác này nó có tiểu trường, mà cái tiểu trường là cái ruột non, ruột non mà nó xuống thì cái bao tử nó khỏe lại. Cái ruột non là nó đẩy đồ đồ ăn tiêu hóa xuống, nó tiêu hóa hết thì cái bao tử nó mới thảnh thơi, còn thôi nó chứa nó bao tử mình lên bọt. Bây giờ mày thoát vị, để thoát vị thực quản là cái bao tử nó chưa không đem đồ ăn xuống dưới ruột non được, nó cứ nằm trên đó, cái hơi đẩy ngược lên trên, nó đem xuống là cái ruột non nó bích lại liền, nó không cho xì hơi lên là hết hết trào 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 trên. Lý do là ruột non bị chứ không phải là cái bao tử vậy. Thành ra mày cái lo chữa bao tử không phải là bao tử không, ruột non ruột già không đẩy phân ra bao tử bị bệnh, rất đơn giản. Cũng giống như bây giờ đồ ăn nó vừa xong nó không đem xuống để thiêu trong bao tử luôn, đù nó thành loét, nó như nó vừa xay xong nó tống xuống liền, sống xuống liền. Thì ruột non có chức năng nó lấy những cái chất thúi, cái chất mà nó bắt đầu chuẩn bị hư, nó biến thành 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 máu rồi.
còn cái chuột nó đã xây nát lên là nó chờ sắp thiêu rồi, không đem xuống bốc hơi lên rồi hoài. Nguyên đêm của mày ngủ mà cái bộ tử không làm việc là phổi không làm việc. Phổi có chức năng tự tiêu hóa khi mày ngủ, phổi nó không làm việc nữa là phổi yếu nữa. Phổi yếu là khi tập khí công thở ra có to, mày thở to mà nó lạnh người là thua. Mày thử thở hít cái lỗ mũi mạnh đâu, hít nổi đâu nè, đâu có to mà tao phải ra nước mũi luôn, phải ra hết nước mũi rồi hít chừng nào ra sạch hết, ra hết không còn gì, lấy cái khăn giấy nè mày hít hết ra, lâu lâu phải hít nó ra vậy chứ trời đất ơi. Cái đó là chất độc trong phổi của mày nè, cái ngồi lạnh rảnh là cứ đẻ vô nha, đó, nó kêu vậy đó, và ở trong nãy khô queo mà không thôi nó bị nhiễm virus corona nữa. Mà giờ nhưng không dở cái phổi, bây giờ trong thời tình hình này cái phổi thiệt là mạnh mới được, và cái phổi không bao giờ có cái nước nó động trong lỗ mũi lúc nào cũng vậy. Mà thở đó là thở khịt, còn thở cống họng mày có thở không, mày tập khí công mày có thở không, mày thật mày gầm thử to bằng tao không? Nhỏ to nữa coi mà khó, nó đau cổ họng thì chết mẹ đó. Đấy không, những cái đơn giản như thôi là những cái bài căn bản ta đưa vô đây, bây giờ cái bệnh coi như nó giảm một nửa thì cái bài căn bản phải tập thiệt nhiều thì cái bệnh kia nó hết luôn chứ không phải là cái bài kia. Thì cái bài tay này đơn giản vậy, còn cái bài tay khi mà nó đứng nó lắc vậy là nó thông kinh lạc, nó dỗ vô là nó thông rồi. Cái bài hôm kia ta chỉ mà giờ là dỗ, giờ là thông kinh lạc mà cũng không dỗ luôn. Cái bài dịch cân kinh tập xong phải dỗ, nếu người mà tập chân kinh còn giỏm á, cái khí lực mày không bằng con tao thì mày phải dỗ cái đường kinh, cái dịch cân kinh xong mới dỗ nè. Đây là cái kinh này nè, nó chạy theo con đường này, thấy cái đường kinh lạc mày coi cái sơ đồ kinh lạc chưa, hôm bữa nó có mua rồi phải không, lật ra thì phải dỗ theo đó chứ, dỗ theo cái đường kinh tắm khô thầy. Tắm khô thì tắm khô là dỗ theo đường kinh, bây giờ bị dỗ kinh phế cho tao coi, sai bét hay cái kinh phế đâu, phải đi con đường đó coi cái kinh lạc đó coi. Ôi, học kiểu mà không có rõ ràng, học kiểu mà tơ lơ mơ, nó sai bét hết rồi. Mày về tao đưa cái sơ đồ đi, tụi bay về tụi bay tập bữa nhà mày, tại sao mày không hết bệnh là tại mày thôi. Bây giờ tao kiểm lại sai hết nè, cái kinh đưa chúng ta được quay cái kinh này, nó dỗ theo cái đường chấm 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 này nè, dỗ cho mấy cái huyệt này nè, chứ không phải dỗ chơi, dỗ trường chưa có nè nè, huyệt trung phủ này bắp bắp nè, bắp ngôn nè, thiên phủ nè, ngay chỗ này nè, hiệp bạch ở đây nè, xích cạch đây nè, khổng tối nè, chỗ này là kinh cự liệt khuyết nè, kinh cự nè, ngư tế nè, chỗ này nè là thật ngư tế, cái chỗ này là thái uyên nè, nó có cái vị trí này. Mày không lứa sơ đồ đi, mày gõ mày không thấy cái huyệt nó nằm đâu à, nó có sơ đồ đưa ra học cái dục mẹ luôn, coi thường quá nè. Cái sơ đồ thằng người mấy học trò nó đi làm cái thằng bệnh, nó phải ông thầy dặn sao về làm vậy, mà về mà dục cái sơ đồ mày cũng chả thèm tập, mày cứ hít thở quẹt 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 mấy cái động tác thôi thì chừng nào bệnh mới hết được. Nè cái huyệt này, để cái chấm là cái huyệt thiếu thương nè, cái chấm này nè, mày có dỗ đúng cái chấm này không? 12 sơ đồ nó tập chích mẹ luôn, con tao nó thuộc hết mấy cái điểm đó đó, mày hỏi coi nó nằm đâu, nó dỗ cho mày coi, nó rất là kỹ. Mày học qua rồi mấy cái huyệt cái chát để đưa cái sơ đồ này để chơi, nó có chơi được. Cái này 11 điểm dỗ, không dỗ luôn, cũng không có vuốt theo cái đường vuốt đại vậy hả nè. Nó đi từ đây nè, nó đi qua đây nè, xuống dưới cái lỗ lõm này nè, nó qua đây nè, nó đi tới đây nè, đi qua đây nè, qua đây nè, có cái hình này nè. Mà có cái hình không? Có hình thứ hai nè, nó đi đằng nào, thứ hai nằm đây nè. Dỗ lên nè. Dỗ theo cái đường chấm chấm đó, cái chấm nó phải dỗ một cái, mỗi chấm dỗ một cái. Hoặc phải vuốt theo cái đúng cái đường đó, nó vuốt theo cái đường tới đây, nó bọc nó phía sau nữa, nó bọc lên đây, lên đây. Lên đây, vô đây à. Vô cái lỗ mũi lên đây à. Không có luôn. Làm sao có đọc gì kinh kiểu đó à, thôi vứt đi. Chứ đưa sơ đồ để chơi hả? Mày mua cái 200.000 để chơi, dục ngó. Đem về để dỗ theo cái đường huyệt mà
mày bị lấy bút lông mày vẽ cái đường đỏ này cho tao cho dấu này, giờ mày vẽ sai là mày không có gặp được con mẹ á, giờ mày vẽ cái đường kinh phế, đưa bàn tay phải ngồi tao vẽ, vẽ ra cho tao trên người mày lấy cái bút lông mày vẽ mày sai cái quánh ăn đòn ngày xưa mấy ông thầy á. Rồi vẽ cái kinh số 2, lấy cái bút lông vẽ cái đường màu đỏ lên người mày coi vẽ thôi. Khi chạy cái đường nó nóng lên đó, tao tập nó nóng từng đường một, còn mày không thấy hết, kệ mẹ luôn. Tao hỏi đường số 1 mày nó nóng đường nào, mình phải lấy cái viết bút nó đang nóng chỗ này, nóng đây đây, nóng đây, nóng đây, nóng đây. Nó nóng theo cái đường nó như cái sợi chỉ đỏ, lửa, nóng hừng hực lên. Một kinh một là tập đúng 5 phút nữa, nóng đỏ cái đó lên. Kinh số 2 nữa nóng đỏ cái đường này lên. Kinh số 3 là ở dưới này nó nóng, ở dưới này nó nóng lên tới lên này. Kinh số 3 nè. Nghe cái đường nóng cái đường đỏ là đường lửa nó mọc ra trên người nó nóng, mấy cái đường nó bọc lên nên nó chui nó động. Chứ đâu phải chơi cha nội. Đưa cái hình để mày tập đi sao mày không coi theo mày đi mày vứt mẹ nó luôn. Rồi cái đường thứ tư này nó tự ngón cái trong nó nóng này. Nó là cái đường ấm ấm, còn cái đường kia nó nóng, còn đường này đường lạnh 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 nó chạy từ dưới chân nó chạy lên. Còn đường thứ năm là nó lạnh từ cái ngón út nó chạy vô cái ngực nó vô trái tim. Mày không thấy mẹ được tao biểu vẽ cái đường. Bây giờ tao hỏi đường thức thứ năm dịch cân kinh vẽ cái đường khí nó đi coi. Cái mẹ không biết mẹ đi giờ này có. Nó. Đi đây nè. Tao ngồi tao vẽ cho mày coi, tao là không có bệnh, tao không phải vẽ, tao phải thuộc. Cái thằng không bệnh thuộc mà thằng bệnh không thuộc mẹ hết. Rồi chứ mày tập cho hỏi mà trước giờ tập cái gì? Đâu phải cái hình thức. Khí công là tập khí huyết đi theo đường kinh, và đường kinh trong đầu mày thuộc chưa? Không thuộc rồi mai về thuộc đầu. Tao nói tuần sau tao bắt tao biểu mày vẽ từng kinh cho tao. Tao không cần biết thuộc huyệt nha. Tuần sau là mày phải báo cho tao biết cái huyệt, cái mỗi một đường kinh cái huyệt số 1, tao nói gì? Kinh phế. Tao không cần thuộc tên, bắt đầu từ đâu tới đâu. À 1 đây, kinh 2 từ đây tới đây. Nó chỉ là mày chỉ không ra là thôi coi như mày tập sai hết. Cái đầu á, tại vì cái khi có đầu mà cũng giống mày làm việc, mày suy nghĩ tới thì nó mới ra. Không suy nghĩ sao ra? Tức là giờ mày tới mày đi, từ đây mày ra cái cầu thang thang máy thì phải hình dung ra cái cửa rồi quẹo trái rồi tới cái cầu thang. Coi tụi mày ra cửa quơ vậy luôn. Ủa thì ký đâu có chạy. Tức là mày không có ý chữa bệnh. Mà trong cái ý chữa bệnh là phải cái suy nghĩ mình, cái tập thức nào thì cái khí, cái suy nghĩ mình nó chạy theo cái được, nó đang nằm trên cái đường đó. Cái đường đó là đường suy nghĩ của con người, cái đường kinh mạch đó, tức là đường suy nghĩ của mày. Mày khi mày tập thấy cái, trong suốt cái đường này nó thấy gì trong người không? Không thấy là sai bét. Vậy thôi. Mà khi nó chạy rồi cho nó cứng như đá, mày lấy búa mà đập thử coi. Không có đau đâu. Nó không cảm giác như mà lấy cây gõ vô. Bởi vì khi tập tao lấy cái cây đũa tao dỗ cho mày cũng không nhớ. Hồi đó tao cầm ba cái đũa tao dỗ vậy nè. Về mày có lấy cái đũa mày dỗ không? Không luôn. Chết mẹ luôn. Người ta tập là lấy cái búa đây, lấy cái tre. Mấy người mà nó có tích cực đó, là nó tìm hiểu là nó phải lấy cây đũa. Nghe nè. Gõ cho nó có đau. Mày thì để mày gõ nhẹ thôi coi nó đau không. Đau là thua rồi. Gõ theo cái đường kinh nè. Nó kinh phế nè. Nó tao gõ tôi cái mà khi mà cái tập kinh phế là tao phải gõ nè. Ừ. Ngày xưa. Nó kinh 2 nè. Nè tao thuộc á, mày cứ thuộc đó mày gõ nè, trên nó bọc ở đây. Nè. Nè. Ừ. Có. Nó kinh thứ 3. Nó từ đây nè. Ừ, chúng ta ra tới đây đó, xuống đây. Ừ. Mày cứ thấy cái ngón tay tao làm thì sao tao thuộc, mày không thuộc đó. Số 3 khi nó xuống tới đây, xuống tới đây xong nó bọc ở đây, xong nó chạy lại. Ừ. Vậy này tao dỗ mày phải lấy ngón tay cây đũa tao mày dỗ mày chấm vậy á, về coi lại thành ra cái. Tức là trong đầu khi mình tập mình biết là cái khí của mình đang tập là nó đang chạy, cái máu huyết nó đang theo con đường đó. Cái này không phải là cái tưởng tượng. Cái đường khí đi, tức là cái đường kinh lạc nó giống như là cái đường
mấy cái trạm mà phát sóng của MobiFone, mấy cái trạm nó dựng, mấy cái điểm huyệt là mấy cái trạm nó đứng đứng này. Khi nó mày tập khí công, cái đầu suy nghĩ từ trên cái trạm nó bắn thông tin xuống máu máu lên chạy. Hiểu vậy mới được. Trong người khi tập khí công là thiết lập một hệ thống MobiFone hay Vinaphone hay Viettel là phải xây dựng hết mấy cái trạm để phát sóng vô cái hạt máu. Hiểu vậy mới ra. Họ nói đại khái để hiểu thôi, còn trong người nó không phải như vậy, nhưng mình nói tạm thời để cái người tập nó hiểu. Khi mình mới tập là mình chưa biết huyệt là cái gì, chưa biết kinh mạch là cái gì. Học khí công là để thành hình thành một mạng thông tin trong người để sai biểu máu đi theo ý mình. Đó, nói vậy mới hiểu. Mà máu nó không phải là máu đi vô cái tạng phủ, mà chỉ huy cái thằng xây dựng mấy cái trạm thông tin đó, mấy cái trạm mobile phone đâu. Thì ở dưới khi con người ta ở dưới, khi có những cái trạm mobile nó liên lạc với nhau thì tụi nó mới chạy được. Ví dụ giờ tao với mày ngồi đây, mày ở ngoài, mày ở nhà rồi, alo, sao mày chưa tới? Thì cái trạm điện thoại đó là cái huyệt đó, cái huyệt của người tao, mày là hai hạt máu này. Tao là cái thằng bị bệnh này, là cái bao tử tao ngồi đây, là hạt máu ở bao tử nó ngồi đây, alo, là nó điện về não, não nó mới điện. Cái não nó, cái người thường thì nó không dùng não chữa bệnh, nó phản kháng bác sĩ hết. Còn mày lấy não mà chữa cho mày, sao mày hỏi tao? Não mày phải ra lệnh cho hạt máu từ đem máu tới cái bao tử cho tao, thì đem máu đeo đường nào? Đây nè, đường thứ nhất là đem thường này để mạnh cái phổi lên, đường thứ hai cái này cho mạnh cái gì lên, đường thứ ba mày không thuộc đường rồi mày dẫn máu đi đâu, mày ngồi mày tập tưởng đâu, rồi mày tập cái cơ không thì nó có được. Khí công không phải tập là cái cơ bắp, không phải là, không phải là động tác thể dục. Mỗi động tác nó dơ lên nhẹ là nó đang đưa, đang kiểm tra mấy cái trạm phát sóng theo đường kinh có phát không. Phát tức là cái mình suy nghĩ là nó phát từ đâu, từ ngón tay nó phát đây, có phát từ đây không, có phát từ đây. Nếu có, tao nói là 1 này, 2 này, 3 này, tao còn thuộc là 4 này, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Tao chỉ có huyệt nằm đâu, đưa cái hình này nè, cái hình này nè, 1 này, 2 nằm ngay cái ngón tay này, 3 nằm, 4 nằm này. Tao nói số 4, tao chỉ ngay đây là tao chỉ thuộc luôn. Mày không thuộc thì mày tập cái gì? Tập khí công là tập mấy cái đường đó đỏ đó đó, chứ không phải tập cái cơ bắp. Cái người bệnh phải hiểu sâu vô. Còn thôi, đi quơ giống mày thấy bệnh đừng có hòng mực hết. Nó phải phép thần. Tức là bây giờ mày vô ngân hàng á, phải cầm cái viết cái copy bài mày, mày viết sao tao copy là tao biết không? Tao đâu có biết, tao mới hiểu chứ. Khi mình cầm cái viết xuống mày viết cái gì á, tao viết theo, tao copy thì tao không hiểu hết. Cái bài giống y xì mày mà tao không có, còn mày mày hiểu. Mày viết cái đó mày làm được cái gì? Còn mày lúc đó tao phải hỏi, ủa tại sao mày viết câu đó, mày giải thích cho tao, tao mới hiểu. Còn thôi tao cứ chép copy, tức là bây giờ mày đang copy chứ mày không có chữa bệnh. Thì nó bệnh rất lâu hết. Thế nên cái này không phải là nói mình tập sai. Nhưng mà khi đắng nhã mày tập qua 3 tháng mày phải mắc, thầy ơi tập cái đó nó đi vô chỗ nào mới đúng, mày phải thắc mắc. Ừ, thắc mắc. Mày không hiểu sâu cái môn này, mày hiểu sâu vô mày mới tìm ra. Còn mới đầu nếu mày tập mà không có suy nghĩ thì mày là dân trí thức, mày không suy nghĩ ha, thì có thể 10 tháng hết, còn có suy nghĩ 3 tháng hết mẹ. Tại vì mình biết cái mục đích mình làm là cái gì. Mục đích tôi tập cái động tác số 1 để tôi làm cái gì trong người tôi. Đó, khi tập cái đó trong cái phổi nó thấy khỏe không? Phổi khỏe không là đang kiểm chứng nè, gầm to lên có đau họng không? Hỉ mũi có đang nước không? Không có, sai. Rồi tới cái hai ỉa đi cầu phân tốt chưa? Hỏi vậy thôi, mà mỗi ngày đúng 5 tới 7 giờ bữa nó học 12 cái tạng kinh, kinh này là nó có 12 bữa mới học 12 giờ của kinh kinh mạch chưa? 12 giờ của tạng phủ chưa? Nhớ, như thầy có nói. Nhớ nhớ, dầu nhớ. Có vừa. À, nhớ giờ là gì? Cái giờ của đại tràng mà tử. Ờ tử mấy giờ? Tử là 7 giờ 9 giờ. Rồi con đại tràng là 5 giờ tới 7 giờ. Cái đó rồi tất cả các đó. Trước đó hình như là của gan. Ừ đó. Tới 3 giờ. Đó phải thuộc. Thì cái giờ đó bây giờ tao hỏi mày 5 tới 7 giờ mày đi cầu to không? Mày phải kịp có kiểm tra không? Không. Không có đi giờ đâu. Đó rồi thua bệnh rồi. Rồi thua là cái bao tử không bao giờ hết. Khi tập trúng đúng giờ đó nó phun.
mà nếu mình không phun ra là thức thứ hai tập sai, sao thức thứ thứ hai tập mà không có tập trung cái suy nghĩ vô để chữa cái, để cho cái ruột già đó, khi tập nó xong rắc, khi mà tập thứ hai nó rác hồi phải 5 giờ 7 giờ thôi mới mất ỉ, không có là tập sai rồi, đang tập nó chạy ỉa liền, ghê lắm, mà chưa thấy cái ứng dụng của nó đâu, nhiều người không có kiểm tra. Khi tập khi mình có ý rồi, bây giờ tao tập cái này xong phải ỉa được, trong đầu mày có suy nghĩ không? Không suy nghĩ, thế là sao? Cái thức thứ một mày tập là cái âm thanh phải to ra, rồi mày thử thôi, tập xong thứ một xong thử coi nó to không, to luôn sao nó ngộp ngộp, làm to lại, thức một xong gấm lên cả cho cái cổ nó thông, cái lỗ mũi có nó có gì không, xong thức thứ hai rặn thử nó ỉa không, mà tập nó không có rặn, không sáng nó đang nhẹ 5-7-9 giờ không ỉa, mày tập nó đùi rắn ỉa trong vòng 2 tiếng tập, cho mày 2 tiếng mà tập cái thứ hai cho khi nó ỉa rồi tao làm, mình phải có ý vậy, còn mày không ý kệ mày, 2 xong rồi 3 kệ mẹ, 3 là kiểm tra cái bộ tử còn sôi còn bị đau không, đó là vậy mới đúng nha. Kiểm tra từng động tác một, nếu mà người có trí thức á, còn thôi à, không thôi lát tao hỏi mày hồi nãy mày tập cái gì, tập 12 thức, 12 thức tập cái gì mới được. Cái môn thể công nó không phải là cái môn thể dục. Thức một là làm mạnh cái đó, mày tập có thấy mạnh không, giống như tao tập gì cái thấy cái cơ bắp nó phình lên, cái tập tạ nó dễ lắm, tại vì cầm cái tạ phình nó cái tao cái động tác này là tập cái con bắp chuối, bây giờ mày kéo lên bắp chuối to không là mày dễ lắm, mày à to, còn mày không thấy con mẹ gì hết, cái thể công nó bây giờ nó là cái môn vô hình. Vô hình thì nó cảm nhận là khi mày tập nó thấy cảm nhận trong phổi mày. Bây giờ ông tin là mày trước khi tập phổi, thức một, mày thử la coi, khó la, âm thanh rất là nhỏ. Nhưng mà tập xong, âm thanh nó to hơn. Rống to nó không có đau cổ họng, hỉ mũi nó không có ra nước, xịt cho sạch ra. Hỉ nó không làm như hai, bây giờ mày bình thử bên, mày thở bên này nhạt, là bên kia nhạt, là có phổi mày thua mẹ. Mày thử bình bên mày thở. Còn bên này, mày có còn bên nhạc là thua, cái động tác phổi một hư mẹ rồi. Chỗ nó kiểm tra thành ra cái thằng mà tập nhiều á, cày mày tập ít thôi thì mày không phát hiện, có thằng tập nhiều nó phát hiện liền. Mày và tại vì bận công việc chứ mày tập từ sáng đến chiều thức một ta coi biết liền, mà khôi nó phát hiện ra. Rồi thức hai mày tập 1 tiếng, thức ba mày tập 1 tiếng, trời ơi nó phát hiện ra. Phải có suy nghĩ, ủa không, khi tôi mới đầu tập, bây giờ trong 1 tháng tôi tập thức một để phải khác trước khi tập chỗ nào. Tôi giống như mà tập ta tháng sau cái chỗ này bự hơn thì tập thành công, bố đi tao hưởng sáu mũi. Tao cái mày sáu mũi có kẻ biết. Và khi mình tập sáu mũi là biết là chỗ này nó căng, cái cảm giác khi mình tập cái bắp cơ bắp chỗ đó nó căng lên. Cái đó là trong thể thao, còn trong khí công, tập cái khu ngực phổi nó có khỏe không? Khỏe phổi là sao? Là âm thanh vang dội, cổ họng không khàn khàn, thổi mày thổi ra cái gió nó mới thổi gì? Thổi ra thử coi thử đó đúng không mày, thổi không bằng tao mà thổi thiệt to như tao thử coi, thử thiệt to nữa ra đó là xì gió không, không có âm thanh. Đó, phải ra âm thanh rồi hỉ mũi đó, rồi bên hỉ bên nhạc bên không là thua mẹ rồi, cái là thức phổi hơi thua rồi, giờ đi cầu vô ngồi rặn coi nó ra phân, nó không ra là có như thế, không ra lấy cái ống nước á để vô tôm nước vô máy cho nó ra hết cho tao. Nếu không vô mà lấy cái đồ nó có một cái kẹp trong cọc tiêu để vô cái họng nguồn tôm nước vô rặn hỏi ra là dứt khoát, sáng nào mà ỉa không được lấy cái ống đó bơm nước vô cho nó trôi ra hết ra ngoài cho tao, dừng dừng nó quen thôi, nó phải ỉa ra, mày không ỉa ra thì bao tử không bao giờ hết, nói thẳng cái gì nữa, mày chữa bao tử mày lo chữa bao tử mày quên cái ruột già ruột non, nó không đẩy phân ra, không đẩy gì ra hết thì nó bít ở dưới là trên xong nó xuống, mà trên nó không xuống thì ở dưới nó bốc hơi lên thì mày bị trào thực quản. Lý do rất đơn giản, bây giờ mày cực đúng giờ mày ỉa. Mình phải kiểm tra, giờ hôm nay tao ăn ớt hồi 5 giờ chiều, 5 giờ sáng phải ớt xuống lưu đích,
Buổi trưa buổi sáng mày ăn 7 giờ ăn ớt thì 10 tiếng sau là 15 giờ chiều phải ra phân. Đĩa phải ra phân. Mà thường thường người ta ăn 3 bữa nó đĩa có lần. Thì nguyên cái ngày từ sáng tới trưa tới tối và ngày mai nguyên cái đó phải ra thành cức hết, không có còn gì trong bụng mới là ngon. Còn nó động động nó nằm mỗi ngày ở bao tử một mớ, ruột non một mớ, ruột già một mớ vậy chết. Thì nó thúi hết cái hệ thống đó. Mà nó thúi thì cái hơi nó có hai đường đi, cái hơi nó chạy theo bao tử nó trào ra. Hơi nó chạy vô mà xuống ruột non nó bị chặn hai đầu là cái ruột non còn hôi nữa, thì nó không ra máu. Không ra máu thì mày không thấy đói nữa. Cái ruột non mà nó bị bít hai đầu. Rồi dưới phân không nghĩa ra, phân không nghĩa ra thì ruột non nó không dồn cái đồ ăn trong trong cái ruột non xuống dưới thì ở bao tử nó không muốn ăn. Bây giờ mày muốn làm nhầm nhịn mẹ nó luôn, cái mày để cho nó trống, mày uống nước sao, uống nước trên này ỉa ra nước luôn, mày luôn mới sạc, bắt đầu mày phải phải chơi chế độ ăn uống, cải tiến cái chế độ ăn uống rồi. Tức là bây giờ mày làm sao mày ăn vô một ngày, mày có thể mày ăn cái gì nhẹ nhẹ, nước không là xong đấy. Từ trên đến nước nước cho được cảm giác cái hệ thống tiêu hóa mày sạch hết cái đã. Xong bắt đầu mày kiểm soát ăn uống, mày ăn cái thứ gì mày dễ tiêu hóa một ngày, rồi coi nó có ra để phân. Mày phải cân, ví dụ hôm nay tôi ăn 100 gram cơm, sáng mai ít nhất phải ra 50 gram phân, không có ra là đuổi đi đâu, nó nằm ở trong đó đó. Đó là cái bề ăn uống phải kiểm tra này. Nó nên chỉ thêm cái thức, mày tập cái thức mà là dày nè, mày phải biết thở, phải biết tập thở. Mà thở cái đó là phải lấy cái đũa người ta chỉ mày nghe, chỉ này nè, đứng thở như này. Bữa tao chỉ mày rồi, mày ghi mày học rồi cái chỗ này nè, nè cái để cái đũa này. Đó đấy nè, đó ở dưới đốn không, dưới đốn nè, mày làm thử coi được mấy lần, làm nó sai là thua, bỏ cái áo vô nó khỏi đau, che lại để ngay cái này đó, chỗ này có cái này đó để đó, rồi rồi mày đẩy ra coi đó, một đó là một đếm này nè, tao để vô rồi đẩy ra, đẩy ra đứng không, mày đẩy cái tay tao ra, không có được, tao coi cái tay mày đẩy tay tao ra, một rồi thả đó một cái rồi đó, hai tập vậy, mày tập ở nhà chứ mày tập sơ sơ rồi, ba lấy cái gì, lấy cái cây để vô dính vô cái tường đẩy nó cong cái cây đó ra, hai ba mà cái trên nó không có, cứ miễn sao đẩy cái này vô tao không biết đẩy ra đi 100 cái đi trong 10 phút cái. Ừ, mà làm vậy là nó hết hết đạo thiệt thực vị thực quản liền chứ cần vậy. Ờ, nói vậy thôi, sáng ra quất liền qua nó tạo không cho biết nó hai mà thấy mạnh như nó phải nhẹ nhẹ như mày tưởng đâu, cái cây nào mà tao thấy nó không có đẩy cái tay tao được là không có đó. Thành ra cái người tập nó thường nó để một cái cây tre, nó đẩy cong cái tre thẳng, cong cái tre thẳng đó. Mới lúc nãy thì mới năm cái là mày muốn nghỉ rồi, thích mẹ rồi. 100 cái 200 khoảng 10 phút rồi. Đó thấy không, cái này nó gọi là vận chứ đâu có tập gì đâu, là dùng ý mới đẩy ra được chứ. Nó bụng được. Thì đó thì cái bụng mà cái này đâu có cơ gì ra đâu. Đó mày đừng không cần phải hất cái bụng ra, cứ đứng phình cái bụng ra thôi, đừng có hất cái mông, phình bụng ra thôi, đó phình bụng ra thôi, đừng hất cái mông đó, rồi đẩy lại 2 3 thấy không, cái nó ém cái hơi trào lên, không cho lên. Nếu mà làm trúng là cái hơi trưởng muốn trào lên nó bị ém xuống dưới, ém xuống dưới nó chạy xuống ruột non, nó chạy xuống ruột già, lát rồi mình phải phun phân ra, nó không đi ngược. Người tập đi hoài là cứ tập trước vậy, ngày mai nó vừa lên mình phun cái bụng, nó ép cái hơi xuống, nó không trào lên cái liền. Mà cái này tập nhiều lần nó thành phản xạ, vừa lên nó ém xuống liền, lên nó ém xuống liền, nó hết trào. Mà nó ém xuống là gì, nó đẩy cái chất dơ nó qua ruột non chảy xuống dưới thì ở trong không còn hơi được mà bắn lên, nó không còn cái thức ăn đâu mà nó bắn mùi lên, đúng không? Mình phải suy nghĩ khoa học một chút đi, cái bao tử mà còn những cái chất có mùi nó bay mùi lên, bây giờ nó đẩy mẹ xuống ruột non còn gì mà bốc, nó còn nước không à, uống nước nóng vô nó hết bốc rồi. Nên đẩy xuống ruột non, đừng ưỡn bụng, đứng im vậy, đứng im vậy đó, ưỡn bụng rồi phình ra một đó vậy đó. Nó còn cái độ đẩy mà còn ngắn yếu quá, thành ra nó làm sao chữa được bệnh. Nó để cho tao đẩy một cái nó đi ra ngoài luôn, nó khỏi cái mày
làm như cái thần kinh thực vật của nó không điều khiển, nó có lá hồi làm như điều khiển không, không cục cửa nó không ra đâu, rồi nó liệt mẹ rồi. Mà cái thần kinh thực vật nó tự động vậy, là thành ra khi thực quả mày lên nó không kiềm được, tại nó lúc đó nó liệt, nó không có làm, giống như cái bụng vậy thôi nè, đẩy ra đẩy không được, có lúc đẩy không, có lúc mình điều khiển được, có lúc không điều khiển được. Tập xong một ngàn lần điều khiển được ngàn lần thì cái thực quản, cái trào thực quản mình điều khiển ở trong, ở ngoài điều khiển là ở trong cũng cái hơi đó thôi. Bài nào mà là chữa trào đó, buổi sáng mình cứ đứng mình thở, trước khi nó trào ra mình đứng thở chừng 10 phút là hết mẹ nè, rồi mới tập dịp thần kinh. Nó làm đi đây, tôi bắt mới tập đúng 10 phút á, tới số 9 này rồi mà tập đi. Vậy chứ thôi, dứt khoát trào cũng tức lắm, tao muốn chữa cho hết, không có thể trào được. Cái gần sáng vậy không có chịu rồi đó là okay. Không, tập cái này là không có chịu, là hết luôn. Tối trước khi ngủ tập trước, sáng thức dậy quất liền nó đang trào đã tập liền. Hết rồi mới đầu tập kỹ công. Dạ. Đừng để nó trào. Dứt phải kể từ tuần sau là không có cái hiện tượng nó khó chịu buổi sáng. Triệt liền. Tại vì cái đó là cái hình thần kinh thực vật, cái này nó không tức là thần kinh tự động, nó không làm lại. Cái não nó không chỉ huy được. Bây giờ ngay cái này nè, cái này là thần kinh thực vật, nó chỉ huy cái này chứ đâu phải là cái cơ bắp gì. Nó để ra. Để không, nó đâu, cái đó là nó phải là thở. Cái gì á? Cái này cái phổi kệ mẹ chứ, ngồi dưới cái phình ra mình vô thôi. Nó phải là hết vô phình ra đâu. Mày hết vô phình ra là không được, mày cứ miễn thở đẩy. Rồi, đẩy. Cái này là thần kinh nó điều khiển, không dính như thở có thở kệ mẹ. Càng nhiều càng tốt rồi. Không 10 phút. 10 phút xong ngưng, 10 phút ngưng 3 lần. Người ta hồi thấy tự nhiên mày cảm giác mày có cái lực, mày có cái khả năng ém cái hơi dưới lên liền. Tự nhiên mình biết cái hơi dưới lên không thể nào lên nổi, khi mày tập được cái này là nó ém xuống dưới không. Rõ ràng mày đang ém hơi trên ngực xuống, thấy không? Ừ. Mình có cái hơi xuống nó mới đẩy cái này ra. Còn cái hơi chi mạnh bằng cái đũa đâu. Cái hơi mày đang đẩy mạnh cái đũa không? Nó nói biết nè. Cái hơi trào mày không mạnh bằng cái lực cái đũa này đâu. Mà cái đũa này bây giờ tao thả, tao không cần cái đũa mà tao đẩy cái đũa ra được thì cái hơi kia nó xịt xuống lỗ đích. Tức là nặng ỉa, nặng đá là cái hơi đó mày nó bị đi ngược lên trên, nó không đi xuống dưới. Lý do là đồ ăn nó không đẩy xuống ruột non được. Bây giờ tao ép, giống như cái bao tử vậy, là một cái ly, tao lấy nó đè xuống nè, đè một nước xuống nè, tao đè một nước bao tử xuống nè, đè hoài. Khi nó xuống hết xuống dưới rồi tao mới ngưng. Mày đè suốt nửa tiếng mà nó còn cào thì biết liền. Đè mà hồi là nó phải xuống dưới là ở dưới nào nó đòi đi cầu, làm mà hồi mà đi cầu là ruột già nó mới thông. Thì cái bài này rất là quan trọng đối với mày. Con tao nó không cần, con tao đâu có bị bao tử đâu. Để làm mà hồi thấy muốn đi cầu là nó đó, nó còn vô đi ỉa liền. Nó mới xuống cái đồ hôi thối xuống đây thì cái hơi nó không bốc lên. Có hai cái đường hơi nó bốc lên trào thực quản là cái chỗ cái ruột non với ruột bao tử nó có một cái nắp. Đúng rồi. Cái nắp nó mở ra thì mày trào liền. Cái nắp đó. Giờ tao đẩy cái nắp xuống mà. Tao tập là tao đẩy cái nắp xuống không cho nó mở lại. Nắp nó bị hở. Hở thì bây giờ nó hở, tao đè côn xuống, nó chui vô cái hở xuống càng. Mày càng mở ra tao còn đè xuống nó sợ phải đóng lại. Nó sợ đóng lại mày đè xuống hoài đủ tao đóng mẹ lại. Đây nó mày xuống thì mày ém nó đó. Là một cái suy nghĩ mày đang ém cái trào xuống. Mục đích này là ém cái trào không cho nó trào lên, mà ém tới cái đuôi bao tử, đẩy nó qua ruột non. Trong suy nghĩ mày đẩy nó qua ruột non cho tao, qua ruột non rồi cái mày đẩy xuống già là phải mắc ỉa, đẩy qua hết rồi. Lần tầng thứ hai đẩy xuống ruột non trong đầu, tầng thứ ba đẩy xuống ruột già, tức là đẩy phân ra ngoài. Ba tầng nha, tầng một trên bao tử đè xuống cái tập đó, 10 phút đè trên bao tử xuống, 10 phút từ bao tử, từ ruột non đè xuống ruột già, rồi 10 phút nữa từ ruột già đẩy thành phân ra ngoài là ba bậc. Mình cứ đọc vậy cho tao, nó tào tầm cu vậy liền. Thôi thì nghĩ cách chữa cho nó, nhưng nó sáng nào em dạy cũng thấy muốn trà thôi, quá tao bực mẹ cái công gì chữa này không được thì làm trách thì cái môn khí công này, dục mẹ cái môn này đi, không thể nào có cái hiện tượng đó được. Ta chửi cái rồi sau đó sẽ tìm cái gốc sau, tức là bây giờ cái đi ỉa đi đái mà nó chưa điều hòa được, thành ra nó xanh là cái đó. Tập nó 10 phút này rồi mày tập thấy lát hồi mày thấy mà có tự như trong não nó có cái lực đè cái hơi em nó được là thành công. Để xuất hiện ra mà dùng cái đó mày trị nó liền là nó không có lên được, nó không có trào được.
nó làm bực mình thế rõ ràng mà cái đó mày phải nín hơi nó mới đẩy cái này được. Mày nín hơi ở trào nó có trào được nổi, nín hơi tức là cái như bao tử nè, nó giống mày bùng xe đạp một cái vô vô rồi sao nó lên nữa. Mà bây giờ trước khi nó xảy ra tao tập trước thì nó vừa lên nó ép xuống rồi, nó vừa lú lên cái nắp tập cái đầu xuống rồi, làm sao nó trào được, tự nhiên thành cái phản xạ. Bây giờ mày gọi là chưa thành phản xạ, chưa thành phản xạ, bây giờ mình thấy lúc có lúc mày đẩy được, có lúc làm như lơ đó, cái thần kinh mày chưa điều khiển được, cái lúc mày thấy đẩy được, cái lúc ôi nó đứng yên mà nó không nghe, đúng không nghe thì mày đẩy mạnh vô, nó sợ nó đẩy ra, nó không nghe mày đẩy mạnh tay vô, thần kinh nó phải sáng lên, không thì giết nó bị chết, nó sợ chết nó mày đẩy ra, cái thần kinh mình nó khôn lắm, nó lười biếng nhưng mà giết nó chống lại thì mày đẩy mạnh vô, nó đẩy ra rồi xong, nó nghe lời, bởi vì phải có cái này sau rồi cái không cần nữa, ra trong đầu biểu ra vô, hít vô một cái mềm, thở ra cứng, hít vô một cái mềm mình lót bắt đầu thành công, thở ra nó cứng, hít vô nó mềm, thì nó thành cái hơi ép, thở ra cứng là tức là ép đi xuống dưới này cứng, cái đít ly nó bị cứng, ép xuống cứng, mà lát hồi nước miếng nó ra nó đẩy, nó theo thêm cái chất tiêu hóa xuống, nó đẩy cái đồ ăn xuống, mày ăn mày nuốt nhanh, mày ăn cháo thành ra cái nước miếng không có ra, nó đi nước, nó pha cồn chứ không phải nước miếng, thành ra mày tưởng ăn cháo là ngon, mày ăn cháo lật lật mình nhai sao cho ra nước miếng nữa, nó mới giúp cái tiêu hóa mày được. Tức mày ăn đồ khô, bây giờ ăn bánh mì không cho tao, mày nhai khi nào cái bánh mì nó ướt rồi nuốt rồi nó mắc nghẹn họng không được, mày nhai cái bánh mì, bởi vì tụi tay nó ăn bánh mì nó cũng chữa bao tử được, mày mua bánh mì á mày nhai khi nó nát ngứa rồi nuốt, khi nó đang nước miếng nó thấm vô cái bánh mì cho mày nuốt vô, mày ăn miếng thêm cái nước gì muốn cháo ăn bánh mì, lấy bánh mì để cho nó tiết nước miếng ra. Tao phải chữa dứt khoát trong tháng sau là cái hiện tượng tạo thực quản mà trong một tuần phải bay. Hôm nay là cái bài này, bài gọi là quen rồi, lắc không mày thả tay ra làm hít vô mềm, thở ra cứng bụng dưới, mà khi não nó báo mà chưa được lấy cây đũa đè nữa, cái khi nào mà cái não nó ém được cái hơi mà trào được là thành công. Cái là dùng hơi ém hơi, mày là hơi lên tao dùng hơi trên tao ém xuống, tao phải chế ra cái hơi của tao, tao ém mày xuống không cho mày lên, mà ém xuống cái hơi có thì mới đi ngược xuống dưới, ở dưới tức là nó phải mở mấy cái lỗ dưới, là mở hậu môn, mở ruột già, mở ruột non, bao tử nó đẩy xuống hết, cái này là te, tao đẩy hết bao tử xuống dưới đất. Mày mà nãy mày ăn rồi không, lát hồi mày sẽ ỉa, tập cái hồi nó đi ỉa là nó ra phát lại, đừng có hòng trào nữa. Còn trước khi ngủ mày chơi cái này rồi là nó đẩy một mớ đồ ăn xuống là tối sáng mai nó không có trào được. Trước khi ngủ mày tập 10 phút này, mà nữa tập không được mày lấy cái đũa mày đeo vô, tao đeo vô lúc mày khỏi mày dùng lực này mày đẩy ra nè, đó một, đó có tà tà vậy, hai, đó. Đó. Đó, lúc đó không được thấy liền mẹ cái này năm cái con cái nó không đèn nghe lời, hai đó, ba bốn năm đó, cái này yếu nè, nghe biết liền à, biết này yếu rồi. Sao có cái này là cũng yếu, là dùng lực nhiều quá nè, chứ không dùng hơi thì biết liền à, tao cái tay tao đoán ra à, cái này được rồi, cái này cũng hơi gồng, nó biết liền luôn, thấy không? Đó, là mày không có dùng cái ý mà dùng lực không à? Cái còn là đuối. Đó, mà sao hồi nãy giờ chưa được cái 10 phút bắt đầu ảnh hết nghe lời, như làm là 10 phút đó về tập vậy mày tập 30 phút, bài đó là bài chữa. Tối ngủ trước khi ngủ. Trước còn mày tới vậy, mà mưa 10 cái, mà tao rờ cho tao thấy là mày phải lúc nào phải nó tự động, chứ phải không thấy làm như mày lặn ơi. Còn người ta không rắn, để bên này mày để cho tay cho tao coi, mày để vô nè, mày để vô mày sẽ thấy cái cảm giác của người tập nó đúng, mày để vô, mày cứ để mà cứ đẩy vô đi nè, tao đẩy ra, mày đẩy vô nè, tao đẩy ra, đẩy vô đây, tao đẩy tao đẩy khỏi cần thở mày á, thấy không, vô phịch ra liền, không phịch ra liền tức là nó hiện ra tập xuống liền, nó nhanh lắm, mày để vô nè, không cần phải là nhịp theo nhịp nữa, mày đẩy vô một cái tao đẩy nè.
đẩy ra đi, đẩy ra nè, đẩy lên nè, đẩy 100 cái mà đẩy nhanh đi, đó, đẩy 10 cái tao làm lầm 10 cái đi, đẩy nữa cứ đẩy nữa đó, mạnh nó trong cái 10 cái con mày hít được cái, giữa 3 cái một hít 1 cái đẩy 3 cái cho tao đẩy không được, nghe để vô nè, đẩy vô tao đẩy 3 cái một lúc nè, đẩy cứ đẩy vô 1, 2, 3 mà đẩy nhanh đi không? Đó tao theo liền, còn mày theo không được, mày lấy hơi thở mày điều là sai rồi, mày phải hít vô cái đường cái, tao hít vô mà đẩy ra 3 cái lúc là tao xô vô 3 lần mày phải đẩy ra 3 lần, mày không làm được, mày dùng hơi thở không à, cái này không dính hơi thở, cái bụng đẩy ra mà, mày đẩy vô 3 cái tao đẩy 3 cái mà tao 1 hơi, mày đẩy 1 cái tao đẩy 1 cái, mày đẩy 2 cái tao xô ra 2 cái, mày đẩy 5 cái tao đẩy xô ra 5 cái, tức là tao đẩy vậy, làm được không? Người ta xô cái này nó có thời gian đẩy thở đâu, hết về thua, cái còn yếu nó đổi vậy, cặp không thành công, giờ tao làm như nào đổi vậy, đổi được rồi sao? Mẹ là chết, là nó tạo rồi, nếu mà cái thực quản nó làm nhanh vậy là mày bị tao rồi, nó làm từng phát mày đối phó được, nếu nó làm nhanh là chết, mày ọt lên. Thực quả là nó tăng dần, mới đầu nó 1, 2, 3 thật kia đây, thành ra mình chơi một phát đẹp bóp xuống, mình chơi 3 cái tao đẩy là 3 cái, tao không cần hít hơi vô, nghe cái bụng ra mà thôi, nhưng mình không hít nào vô tao được á, vô tao đẩy ra liền, vô mày nhanh cỡ nào tao cũng đẩy ra được, một trong 1 giây 100 cái tao cũng đẩy ra được, chứ không phải là một phát hít đẩy, một phát hít đẩy. Không có, mày đẩy 10 cái một hơi tao đẩy ra 10 cái luôn, cái bụng tao đẩy ra 10 lần mà cái thở tao thở là con mày hít một cái thở một cái hít một cái bữa đầu quên hết nó đéo đéo đẩy ra như thế là không phải thi công rồi, thi công là cái hành vi mình tập á, nó không dính tới hơi thở, thì cũng giống như mày cầm cái viết mà viết chữ A nó dính hơi thở, phải chữ A là hít vô, chữ N là thở ra, chữ H là hít vô, chữ E vậy là chết, vậy nó gọi là hệ thống tự động thần kinh chưa làm việc, nó không tự động, nó tự vừa ra nó đập xuống cái hơi xuống liền, mày khỏi cần phần với tập bụng mẹ, vừa ra tự nhiên nó cái hệ thống thần kinh tự động em xuống đẩy vô kia liền, còn mới đầu mày ra lệnh nó mới nghe, còn sao mày không ra lệnh sếp để em đập chết mẹ nó, cái bụng phải nó tự lo, bụng dưới nè má nó lại tập cái liền, là cái não mày vẫn làm việc, sếp cứ làm việc kiếp đi, em trị nó cho coi, đó kia đó là xong, còn mới đầu mày biểu chó ơi cắn nó đi, chó ơi cắn nó đi, chó cắn ơi nó quen quen, sếp đừng nó vô con cắn, là trong mày có làm việc, vừa ra con chó nhảy là đốt nó liền, thì cái thằng dạy chó nó cũng vậy thôi, vì nó vô này nè, cắn, nhảy ra cắn liền, rồi quen á, sếp khởi cần gõ em biết, nhảy nó đốt gì liền, vậy đó, nó gọi là thần kinh thực vật mày tự động, còn mấy cái thần kinh mà nó chưa tự động là mày phải làm như con chó này, trời, thọt cái đũa mày đẩy ra, thọt cái đũa mày đẩy ra, thọt cái đũa mày đè cái hơi trào thực quản, thọt cái đũa mày trào thực quản, mày hiểu chưa? Thọt cái đũa mày trào thực quản mày, thọt cái đũa thọt rồi. Bây giờ nè, thiếp đừng có gõ nữa, em đẩy nó ra rồi, rồi xong rồi là hết, mà hết là hết hẳn, nó thành tự cơ thể nó tự tìm cách đối phó, giống như con virus corona vô, mày chích ngừa rồi nó vô em việc khỏi cần lo. Còn trước phải lo cái bố, bây giờ mày thấy nó tự động việc chứ đâu phải mày chờ nó vô rình rồi đập nó ra, mày chích rồi là tự động nó vô nó giết liền, nó còn cần cái não mày tham gia đâu, nghe không? Thi công cũng vậy, là mới đầu tập là mình tập vậy á, nhưng nữa là cái trong giống như là cái cách tập chỉ mày là cách chống cái con virus, con virus trào thực quản, tao đang tiêm ngừa virus trào thực quản nha mày, bây giờ khi tao thả ra thì cái virus cái hệ thống nó tự động làm, nhưng cái đó là phải là thuốc, mà là phải làm nhiều lần để cái thần kinh thực vật nó tự tạo ra một cái thần phản xạ mới để chống cái đó. Người thường không cần tập này, mày phải tập để mày chống lại cái bệnh mày có, thằng khác đâu học cái đó chích đất gì, không mày làm được vậy làm sao cái nó trào lên được, mày tưởng tượng coi nếu nó trào lên nó mà mày đang trào, tao xô này vô cái mày ráng chống cái này cái hết trào, mình vũ sự mày đang trào mày thử lấy cây mày đè xuống bụng cái nó liền, mày đang trào ha mày lấy cái cây mày đè xuống bụng coi, nó sợ chết cho nên nó em xuống liền,
Thành lúc mà muốn trào mà lấy cây mày đè vô hết liền. Nếu đó là còn dở còn nữa tự động nó ém xuống chứ. Tại sao nó cái đũa nó cũng là đẩy cái hơi lên giống như cái bình nước này, tao đẩy cái bình hông này nó trào mặt nước lên. Còn giờ tao không